Rồi, hello. Rồi, mình chào các anh nha. Rồi, hôm nay bên em muốn giới thiệu với anh mấy các anh em này nha. Rồi, em này là Rebel 150 nha mấy anh. Bản E nha. Đời 2016. Đó. Đăng ký 2016, biển số tỉnh nha mấy anh. Nhưng mà xe chính chủ nha. Xe đây mình bán, mình bao sang tên rút gốc cho anh em luôn nha, toàn quốc nha. Xe đăng ký 2016, đời mới nhất của Rebel nha các anh. Đó. Em này là 3 thăng đĩa này. Đó, mâm đũa nha mấy anh nha, mâm cây này, mâm đũa, 3 thăng đĩa trước. À, 2 đĩa trước, 1 đĩa sau là 3 thăng đĩa nha. 150 cắt nước nha mấy anh. Đời 2016. Đó, nó rất là khác biệt với mấy em đời đầu nha. Đây đời 2016, đây là rất là nhiều mẫu, mắc nhiều chi tiết khác nhau nha các anh. Xe đi audio đúng 5.000 nha mấy anh nha. Xe còn cực kỳ keng luôn. Đây, đời của nó là bình, nắp bình xăng nó liền với bình xăng nha. Và đuôi đèn là hậu sau là quả cầu nha mấy anh. Đó, biển số em nó đây nha các anh, 43G1193 42. Biển số 9 nút nha mấy anh nha. Đó, xe này mình bao rút gốc sang tên toàn quốc cho anh em luôn. Anh em nào bất cứ ở đâu nha. Đó, đặc biệt là bản này nó có hai màu đen xám nha các anh nha. Đây cái đường là màu xám và xe màu đen, tem đời mới nha các anh. Đây đời 2016 là cái tem nó dày nha các anh nha. Đầu lòng ống hơi nha. Đó, nó có ống hơi đây, nó thông từ máy qua cobo nha. Máy nổ rất êm và cái cản rất là bự, bạn gắt chân to nha, đi đường xa thoải mái nha. Xe này đá chống tắt máy nha các anh, capo nguyên zin, còn bầu luôn, chưa có móc nha các anh nha. Nó còn cái miếng nó luôn, nó chưa có móc. Xe cực kỳ mới nha mấy anh nha. Nó mâm đũa 3 đĩa, cắt nước 150. Xe đời mới nhất hiện tại luôn nha các anh nha. Xe Rebel 150 cắt nước đây. Lốc của nó là lốc một xoài nha các anh, nó có một miếng thiết trên giữa nha, là đời mới nha. Đó, máy nước. Xe cực kỳ len keng luôn. Mới từ đầu tới chân nha các anh. Đó, đây là tựa lưng sau zin của xe nha các anh nha. Xe đăng ký đời rất là cao. Xe này rất ít chạy nha các anh, đi mới 5.000 cây thôi mà anh em biết độ mới của xe như thế nào nha. Như xe thùng nha mấy anh. Mấy anh mua Rebel thì cái dòng này là đời mới nhất rồi nha các anh nha. Đó, em này là mẫu mới nhất hiện tại của Rebel. Đời rất là cao, mâm đũa 3 thăng đĩa 150 cắt nước. Nó giá trị lắm nha mấy các anh. Rất là hiếm xe trên thị trường nha. Đây cái đèn hậu nó trước đây nha mấy anh nha. Đó, gấu vườn trước rất là mới. Xe này thì anh em khỏi bàn nha. Cực kỳ keng. Đó. Em này được mấy anh hỏi em rất là nhiều nhưng không có xe nha các anh. Đó, bây giờ nó mới về được em này. Đó, xe này rất là hiếm nha các anh nha. Cái đời này á, thì máy của nó cực kỳ êm. Đó, 150 mà máy cực kỳ êm nha các anh nha. Nó có hai cái miếng này để anh em về bắt bao da hoặc là thùng nha các anh. Nên em muốn gắn gì gắn nha. Đây nó còn cái cuốn bô luôn nha mấy anh. Đây là chưa có tháo nha mấy anh nha, là đời mới nó mới có nha, đời cũ nó không có. Vỏ lốp rất mới nha mấy anh, mình chưa rửa nha, rửa ra rất là mới. Đây bánh tem máy nó còn luôn nha mấy anh nha, rất là mới mấy anh ơi. Máy móc thì thầm nha mấy anh nha, đầu nội chưa đụng chạm nha các anh, mới đi 5.000 cây thôi, mới từ đầu tới đuôi luôn nha, rất là tuyệt vời. Em này đem ra ngoài nắng là chói mắt luôn nha các anh, rất là mới, cực kỳ keng. Rồi bây giờ mình test máy cho anh em nghe nha. Rất là lực nha mấy anh. Đây, nó báo xăng, báo cắt nước và báo số nha mấy anh nha. Máy rất
rất dữ nha mấy anh, rất là mạnh, chạy bốc lắm. Đời mới mà chạy mới 5.000 cây thôi. Máy im ru luôn nha các anh, đèn đuốc và xi nhanh, đèn còi đầy đủ. Có thiếu cái gì hết anh em về mua về xe này về chi chế xăng chạy nha. Máy im lắm, nổ đứng sờ không nghe tiếng luôn nha các anh nha. Rồi, anh em nào thích em này thì mau liên hệ với em nha. Xe này là cũng hot lắm đây, chắc bán liền thôi. Tại vì anh em đặt xe này rất là nhiều nhưng mà xe này rất là ít có nha anh. Lâu lâu mới có một chiếc thôi. Mới càng như vậy nha, đời này thì nó mới lắm. Không có gì để bàn nha các anh. Anh em nào thích Rebel thì đâu, liên hệ số điện thoại với mình nha. Số điện thoại của em là 0932 047 956. Đó, anh các anh mua thì gọi trực tiếp cho em, em cho địa chỉ qua xem xe nha. Rồi còn anh em nào ở xa thì cứ yên tâm, chuyển khoản đủ, tài khoản nổ là em sẽ ship xe liền nha các anh, từ Bắc tới Nam nha. Quá đẹp nha các anh, mà anh không có lo sửa trầy xe đâu nha, em gửi xe em bọc rất là kỹ, mà anh ở xa yên tâm, rất là mới nha các anh nha, len keng luôn, ở ngoài đẹp hơn trong em quay nữa nha. Tại cái điện thoại này em quay không có mớ đâu. Ngồi rất là ảo, rất là đẹp. Rồi anh em nào mua thì alo cho mình nha. Rồi mình chào các anh.